Con hẻm 157, Dương Bá Trạc, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300 hộ dân với gần 1.500 nhân khẩu sinh sống. Cộng đồng người Chăm sinh sống tại Sài Gòn rất nhiều, nhưng khu vực này là tập trung đông nhất. Mỗi ngày người Chăm làm lễ tẩy thệ 5 lần. Trước khi làm lễ, phải rửa tay, rửa chân, gội đầu 3 lần. Nghi lễ này gắn liền với người theo đạo đến suốt đời. Đa phần người Chăm khu vực này đều theo đạo Hồi nên nghiêm cấm uống rượu bia. Nghi thức của khi cho người nhập đạo thì thứ nhất là làm lễ nhập đạo. Với sự chứng kiến của các vị bố đạo. Ví dụ là em tên là Nguyễn A, ví dụ như thế. Rồi sau khi nhập lễ thì em phải có một trong cộng đồng thì gọi em là em Ali, là em Mohammed. Đám cưới, đám hỏi, ma trai thì cũng không có dùng từ. Dĩ nhiên những cũng có một vài thành phần như những cái như là áo trắng, nó uống ở đâu á, nó uống ở đâu đó. Vi phạm như thế là em tự là cô lập này, tức là mọi người sẽ không lắm sao mà. Vì cái đó là cái điều nghiêm cấm trong hội, là vi phạm một điều hết. Người theo đạo dù có bận công việc gì cũng phải làm lễ. Nếu ở núi rừng thì làm lễ tại rừng, còn bệnh đau không làm lễ tại thánh đường được thì làm tại nhà. Trong một năm, người theo đạo Hồi sẽ có một tháng nhịn ăn, hay còn gọi là tháng Ramadan, tính theo lịch của người Chăm. Ramadan nó cũng như là 4 giờ sáng thì mình nhịn ăn tới 6 giờ 15 chiều. Nước miếng cũng không muốn cái gì khác nữa. Thì mình nhịn là ép sát luôn. Hồi xưa không phải là hồi đó tới giờ không gì thôi. Giờ rượu bia gì đâu có uống đâu. Đâu có uống nước cánh tuyệt đối luôn. Không cho. Chiếc khăn trùm kín đầu trở thành nét đặc trưng của người phụ nữ Chăm. Người Chăm sống ở đây vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng của dân tộc. Với họ, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là việc gìn giữ cội nguồn cho con cháu đời sau.